Xin chào, mình là Ngọc Thanh Tâm. Ngọc Thanh Tâm đã tham gia vào những bộ phim như Hiệp Sĩ Mù, Đảo Dân Ngụ Cư, Yêu Bất Chấp và Trường Học Bá Vương. Qua những bộ phim mà Ngọc Thanh Tâm đã tham gia thì Tâm thấy là Tâm rất là hợp vào những dạng vai mà vai nhân vật có cá tính. Bởi vì gương mặt của Tâm không phù hợp với những vai nhẹ nhàng, bánh bèo cho lắm. Cho nên Tâm nghĩ là Tâm đang rất là cần thêm những bộ phim nào mà kịch bản và tình huống giúp cho nhân vật đó thể hiện được cá tính của mình ở nhiều nhất có thể. Vai trong phim Trường Học Bá Vương của Tâm là một vai mà từ trước đến giờ Tâm đã rất là ao ước mình được thể hiện. Đó là vai sát thủ. Vai sát thủ trong phim này có tên là Kim. Và Kim thật sự là một cái dạng vai mà trước giờ Tâm xem các phim của nước ngoài và rất là ao ước mình được thể hiện. Và cuối cùng là Tâm đã được vào cái vai đó một cách trọn vẹn nhất có thể. Và trong phim đó là đầy đủ hết. Nào là đánh đấm, bắn súng, nổ bom, như là Tâm đã được làm hết tất cả. Cho nên đang rất là mong chờ cái ngày phim ra rạp để mà mình được xem thử là cái thành quả lao động của mình trên phim như thế nào. Tuy vai Kim trong Trường Học Bá Vương là không phải là vai chính, nhưng mà điều mà làm cho Tâm rất thu hút vào kịch bản phim này đó là cái sự trẻ trung. Sự trẻ trung ở đây được thể hiện qua từng câu chữ, từng lời thoại, và nó được thể hiện qua cái nội dung phim. Và nhất là ekip, anh đạo diễn Duy Joseph là lần đầu tiên làm phim, và anh có một cái sự nhiệt huyết rất là lớn cho cái bộ phim đầu tay của mình. Cho nên Tâm rất là tin tưởng, Tâm rất là muốn được thể hiện những, được làm việc chung với những ekip trẻ, được làm việc với những cái dự án mà nó hướng về những người trẻ. Bởi vì Tâm cảm thấy là Tâm vẫn còn muốn rất là nhiều khán giả biết đến mình. Và Tâm nghĩ cái hướng đi mà tốt nhất hiện nay là nên hướng vào những cái bạn trẻ. Có lẽ là cái cảnh cuối trong bộ phim Trường Học Bá Vương làm cho Tâm nhớ nhất. Bởi vì cái cảnh phim đó là được quay ở trong một nhà kho, và xung quanh là bụi trắng bay mịt mù hết, và tất cả ekip là phải mang hai cái khẩu trang liền thì mới có thể mà chống được bụi nhiều đến như vậy. Nhưng mà diễn viên lên phim thì làm gì mà được đeo khẩu trang đâu. Cho nên là coi như là mọi người là đầu tóc là cứng đơ hết, rồi là bụi bay hết vào mũi vào miệng, rồi vẫn lăn, nhưng mà vẫn phải lăn lộn dưới đất, như là mọi chuyện xảy ra không có gì xảy ra ở đó hết. Thì đi về nhà là coi như là gội đầu, là các chị em diễn viên là về gội đầu, là gội ba nước, vẫn tóc vẫn chưa sạch, tóc vẫn chưa có bọt. Cái mà Tâm nhớ nhất về như Joseph đó là cái sự nhiệt tình và cái sức trẻ, cũng như là cái nhiệt huyết mà lần đầu tiên mình được, cuối cùng cũng đạt được cái ước mơ làm đạo diễn của mình. Là trong bộ phim này ảnh làm rất là nhiều thứ, ảnh nào là dựng phim, là đạo diễn, là biên kịch, là ảnh hết. Và cái thêm nữa là ảnh có một cái sự connect rất là tốt với diễn viên. Đến nay khi bộ phim đã ra mắt rồi nhưng mà ảnh vẫn nói chuyện, vẫn kết nối với toàn bộ ekip diễn viên, vẫn giữ mối quan hệ với các diễn viên, tất cả diễn viên trong phim luôn. Hiện nay là Tâm và bên các bạn diễn viên vẫn còn một group chat trên Facebook, vẫn chat với nhau hàng ngày. Thì điều đó cho thấy là ảnh có một cái sự rất là hòa đồng, ảnh rất là thương diễn viên của ảnh. Và thêm một cái mà Tâm, nhưng mà ảnh có một cái tính xấu này là tính xấu nhưng mà nói là vui thôi. Đó là ảnh hay nói quá một cái vấn đề lên. Ảnh hay nói nhiều một cái vấn đề lên để cho mọi người nghe, mọi người hoang mang. Xong mọi người quay qua, mọi người hỏi, ủa thiệt không anh? Thì ảnh lại nói là anh không bao giờ nói cái gì thiệt hết em. Thì cái đó là cái mà làm cho mọi người càng hoang mang hơn. Nhưng mà khi mà chơi dần, chơi quen thì mọi người hiểu được là anh nói vậy thôi, khi mà giảm bớt lần nữa lại thì là đúng sự thật. Bạn diễn mà để lại cho Tâm nhiều ấn tượng nhất có lẽ là anh Phạm Hồng Phước. Bởi vì qua bộ phim đó thì Tâm mới thấy là anh Phước là người giúp cho Tâm thấy được là mình phải nhiệt tình với nghề thì nghề mới nhiệt tình lại với mình. Tâm rất may mắn khi mình đã tìm được đam mê cuộc đời mình. Và Tâm, cái hướng đi, hướng diễn viên của Tâm là cái hướng, một hướng mà Tâm chọn Tâm đi thôi. Và Tâm không cho Tâm cái quyền lựa chọn là mình có những option khác để mà mình luôn hướng về một hướng, một mục tiêu mà mình có đưa ra. Và Tâm rất là cảm ơn các anh chị đạo diễn, các anh chị diễn viên đi trước đã luôn luôn rất là giúp đỡ Tâm rất nhiệt tình ở trên phim trường. Và Tâm cũng rất là mong quý vị khán giả sẽ ra rạp để mà ủng hộ cái phim sắp tới của Tâm. Ngọc Thanh Tâm rất vui khi hôm nay được ngồi đây trò chuyện cùng với quý vị khán giả.
Rất là mong quý vị khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ phim Việt và nhất là ủng hộ Ngọc Thanh Tâm nha. Welcome to the party.